Sao? Ấy rồi. Tí nè, ông vừa khép chặt háng lại. Vừa không, vừa cái miệng không? Rồi. Cuối cùng nếu mà anh không cá rồi đó. Hay quá rồi. Không có nghĩ mò hả? Đâu? Phát. Go, go. Còn là bự à, chắc không nổi luôn rồi chắc. Khổng lồ. Rồi đâu rồi, 500 anh em đâu rồi? Tiến lên cho tôi. Đó. Xin chào anh em nha. Rồi, con đường huyền thoại ha, mà chiến. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Nay đội quân mình kéo vô vườn chuối ăn Tết bạn ơi. Tết nhất vô nhà là xưa rồi. Giờ đi vườn chuối mình kiếm cá. Nay trở lại vườn chuối bạn ơi, nhưng mà bữa nay chơi món mới nha, món này dữ lắm à, đó giờ chưa chơi lần nào luôn á. Hồi hôm là hôm giờ là anh em là ngủ không được luôn á, thức trắng đêm nay luôn, nôn quá nôn rồi. Đây vẫn tiếp tục ra đường kinh bạn, còn chơi món gì thiếu trận. Ông anh ổng tài trợ cho mình con chăn kìa. Con chăn nữa hả? Bự không? Còn sống không? Đem về à? Bắt luôn, tài trợ gì lụm hết, mình bữa nay lâu chứ không lần bào hết. Có ổi nè, bào luôn. Xin cho ổi ngon dữ ta, nhàn hiểu à. Có xài nữa kìa. Có xài luôn. Quá. Vô khúc rồi. Bước qua bờ bắp luôn. Bờ bắp nữa. Hồi về nhớ bẻ mới xài nha, Tết nhiều ngoại làm gỏi. Xe này còn ngon mà. Gì mới ngon à, trái quá trái luôn rồi này, cả tháng sau vô là nguyên vườn trái quặng luôn. Đội quân hôm nay thì thiếu ông ngoại bạn ơi, ông ngoại sớm nay chở bà ngoại đi cái sách công chuyện rồi. Được hai lính mới, chân dài đâu ngắn ông ơi, chân ngắn, chân dài ở nhà rồi. Này có Toàn, vợ mình Thành, là Năm, mình Quốc, năm anh em trên một chiếc xe rùa, chiếc xe đẩy. Sao à, cho ổi nè, ngon ghê không, ổi như nhà héo quá đã thiệt à, đúng đẹp luôn ha. Nhìn quýp không, rồi giờ chuẩn bị chiến đấu bạn ơi. Đây đường kinh huyền thoại năm xưa. Thăm vấn hay gì? Giới của người ta. Ai biết, của người ta mình thăm trộm. Tình hình là chuẩn bị thăm trộm. Sao không có, không thấy nhảy. Này sớm giờ chưa thăm nè. Thấy vậy chứ con nào mà nhảy cái đùng cái là kìm lòng không được liền á, tặc liền. Đây đồ nghề đấy bạn ơi, nè chơi kéo côn nha, côn tay đặt rồi là cũng có hẹn hò dữ lắm rồi đó. Cá bự trong ê công chấn là dữ lắm anh Năm ơi, lụm có cầm cái mấy. Ủa giới của ai vậy Toàn? Ồ cái nôm này không hỏi nặng, cái nôm này xài chừng nào hư, che nó nặng chắc rồi nè. Côn tay nha các bạn, đây kéo tay à, thăm liền. Xin lỗi nha, mình chịu hết nổi rồi, mình đi thăm lò trộm. Xin lỗi nha, mình cũng chịu hết nổi rồi, mình lấy lén mình thăm thử cái, mình lấy nhớt cái đi. Của anh em của hai đây. Ôi nước này cạn không ơi, nước này kéo ngon luôn á, dở lên con gắn chừng 3 kg giống ha. Dạ dở đầu kia lên đó, đầu kia nặng không? Mở dây đi, mở dây đi.
Lọc kiến rồi ông ơi. Với cá chốt. Ồ. Quá luôn, trúng dữ lắm luôn. Trúng dữ luôn. Nên xì luôn được mấy cá chạch. Chốt. Thất bại rồi, thất bại rồi. Thâm lén. Thôi mình đi làm của mình đi chắc cú à. Cái trộm không hên à. Rồi giờ bắt đầu chiến đấu nha bạn. Đây. Lắm. Nước này vừa dễ mò nè. Mấy đợt trước mình vô nước tới mé đó, giờ nước cạn rồi. Đợt rồi hâm nó dữ lắm rồi, bữa nay mới có dịp vô nè. Bắt cá ăn Tết luôn, đi thu hoạch cá. Mấy cái hàng cá phi nè, hết biết không. Lụm 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 lụm. Thì phải không? Lần đầu tiên trong đời mới đi kéo cặp kéo con nha. Kéo được ghiền nữa. Ghiền. Ghiền là chưa. Hôm là cũng không được rồi đó. Tôi thọt tay xuống bọn cá nó phè phè bắp chuối. Kỹ kỹ nha anh em ơi, cái gì bụng bụng lại nha. Mất ra. Nè nè nè. Từ từ. Chưa để cho anh thọt đi. Đứng ra đây cả. Không hiểu vậy. Mình thật là dễ chụp cá. Ờ đã lắm. Chuối ngon quá. Rồi. Nè lấy cái này đi, cái này nhẹ nữa. Này vừa bộ quá. Thơm mồi gì không? Kìa 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 kìa. Trời ơi, chạy chơi hai cá luôn rồi. Thơm mồi gì không? Kìa kìa, nó là phải cái cây. Đẩy đầu cây. Từ từ cái hứa là có tim ấy, từ từ cái hứa là lại dính tim con nè. Đủ đủ đi. Đây 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 đây. Con đầu đi. Con lý này. Con lý này. Bỏ hết. Gà đại xuống mò hả ấy, đúng rồi. Nổ rồi nè.
lên à. Em cá phi này dễ bắt, nặng gù à. Lên cá bạn ơi. Rồi, của anh nọ nhảy ra ngoài luôn rồi. Thấy ngày chằng cái ổ không dựa.
Trời ơi. Trời ơi. Chị bỏ vô cái cặp mày một cái vậy. Quá dữ lắm rồi, chỗ đó hai con luôn mà chụp dính con. Chạy con. Con ra. Con tại này trên đây con. Quá. Thức quá. Chụp nôm nó vậy. Thôi nghe bắt nó rồi. Không đụng nó đâu. Gá. Đi thua à. Gãy ngứa nó là dính rồi, nãy giờ con cháu nó sẽ bị bự. Rồi tới thẳng đi ba nó. Đi đây tới chiều dài lắm. Có ủa sao trong đây nó ụt dữ vậy? Cái con phi nó chạy đó con, con phi á. Để mỏ nó quá, nằm cái cua à. Con này cứ ụm bùm 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 bùm. Dướng gì hả vậy? Có chuối kìa. Có dướng gì không? Nước ở đó có cây hộp dừa. Đâu? Quá là. Thôi ăn bụng luôn. Như cái chảo vậy ha. Ừ. Chơi kiểu này ngon hơn đi đi câu à. Trời sướng nhiều. Ê, dính dây rồi, dính rồi. Ờ. À. Đừng không vậy, nôm nôm vậy, nôm vậy, nôm. Ồ, dữ. Trời ơi, dính gì cá cỏ đâu. Lực lớn lên để hồi mình về dưới nữa. Dứt lên đi. Nó xíu à. Đi rồi. Chạy hả? Thôi cây rồi đó rồi. Thôi có bợ đâu, tao có bợ nó trước thôi. Đặng một qua trời ơi. Đi nhả có gì không hả kỳ vậy? Tôi mới có làm gì đâu. Đi thẳng thẳng ra coi trường. Đi dây thẳng thẳng vô đi. Nãy trời sức chết dữ lắm rồi đó nha. Đổ tay đi. Rồi, lại đi. Kéo cho. Kéo nãy giờ mày kéo giờ không có gì hết trơn á. Phải tao. Hình như nãy giờ trường kéo chưa được. Chưa có nào luôn á. Đây, đổi tay nè. Tới trường mọi nè. Cái này mắc với anh em trên YouTube dữ lắm rồi đó nha. Rồi, đuổi không bọn ra. Đúng nha. Thôi, nhỏ quá thế rồi. Có không? Vậy là lại vừa kéo chui rồi kìa. Sao vậy rồi? Kéo cho mày mò đi. Thôi đi theo phụ quả thôi. Kéo cho. Tôi mà. Ủi trời. Cái mũi cắn lưng nữa trường ơi, nó hít cái áo rồi. Đem cái dầu thế. Nước quá. Ngồm đi. Tao mà ra, ngồi ra. Lội với hấp dẫn quay cận cảnh cái mặt nữa mới được kêu luôn. Đó quái vật rồi đó, quái vật rồi đó. Kè kè bên đây con nữa nè, lụm luôn vô gọi ơi, gọi luôn quả ơi. Không có hả? Trời ơi tức. Chỗ này nó lạnh kia nhìn không có trời. Cái gì? Cũng kia vậy. Cái gì? Kỳ kỹ có cá lóc không? Không có luôn rồi. Chết quá rồi anh em ơi. Chết mẹ. Chết rồi. Trời. Hay quá. Vô bờ mà không lụm. Thổi nôm. Nó nằm trong mé à. Chỗ này nó lạnh tim luôn nè. Mà sao kỳ vậy? Để nó lủng có cái trời thôi nãy giờ. Hên quá. Chết luôn á. Chỗ đó đó mà. Không có. Không có.
Bỏ cả nha. Đó, lụm. Không ra đâu, không nhảy đâu. Bỏ côn luôn rồi, nghỉ mà kéo luôn rồi, mò luôn rồi. Nghỉ kéo luôn rồi, chết trong anh đâu luôn rồi. Đó, 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 đó. Đó, đó, đó. Đó, lên bờ luôn rồi, nguyên bầy luôn. Nguyên một bầy luôn. Lấy thịt đè cá luôn rồi. Chiến thuật này dữ. Rồi. Đẹp chưa? Này hồi kiếm mấy cái đám bơ. Mà trong mé này cá nó không bự không ơi. Tim bự giữa. Sao sao sao? Ê go. Tiếp nghe. Không chịu khép chặt kháng lại. Hèn gì? Vậy mà không dương, không dương cái chĩa ra. Dương cái chĩa ra lụm rồi cá bự á. Chết ông anh tôi luôn rồi. Vậy mà không dương chĩa ra. Nhỏ nữa hả? Nhỏ nữa rồi. Nhỏ có ngoại không? Nhỏ hơn cá nãy chút rồi. Phải có ngoại heo tới số rồi, này có ngoại heo bao vui luôn. Bao vui luôn rồi. Chập ra một con rồi đó. Chắc cái gốc đó nằm hai con. Tại vì tính cà khịa chơi. Vừa không? Vừa cái miệng không? Ừ, nhỏ quá thôi thả đi. Con nó hơi nhỏ đó. Thở kéo đây nè. Chứ trước này con nữa nè. Đây đó 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 bên đó nè kìa ông Toàn ơi. Giữ rồi giữ rồi giữ rồi. Xích tới á, xích tới á. Có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Ê à. Hồi nó sắn vô giường chì bực bực luôn rồi nè. Đù. Đó, 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 ngay ngay chài vậy đó. Giữ rồi, khúc này giữ rồi. Đè cho giữ rồi, kéo không lên nè. Có không? Có rồi, có rồi, có rồi. Ủa đâu rồi? Tay này nó sừng tim lên, ủa sừng cái gai lên đâm đâm. Ủa, kỳ vậy? Hả? Sao vậy? Ủa bắt sao? Ồ. Thỏa cá. Quá dữ quá dữ. Chuối nè Miu Gu à. Đó 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 đó, hai bà con luôn. Chỗ con nằm nó đâu có đâu. Tim nó đâu phải, nó lên xình á. Ừ, nó sừng lên đó, ông bắt nhẹ nhẹ. Đó, 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 dữ lắm ông Toàn ơi. Con nó chạy rồi, còn khi con khác chạy thì sao? Chạy rồi, chạy lên tới dọn hầm luôn. Ở trong cái hang cái mập vừa đó có cá không? Thôi một người nào mà tay không á. Gờ gờ đụng nó lấy chụp chứ biết được nó chụp. Chụp mày chụp mày. Mọi vòng vòng ngoài. Chạy mời. Chạy á. Chụp cái mồm vòng ngoài trước. Ừ. Con lợn ngoài trước á chụp. Nó khuy dễ mà chừng nào. Đó 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 đó, dữ rồi. Ôi, nói rồi. Đó, chú, đó,
ngày đó là an toàn rồi, chỗ lên sình đó. Ông trường nãy giờ chưa nha, chưa có lập công nha. Không lo bắt cá bự đi. Rồi, thấy cái mặt này chắc chết chết rồi. Rồi mất giới luôn rồi. Lỏng quá. Nè 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 cái gì nè. À đó là một người đó. Nhẹ nhẹ thôi đừng có chụp. Chụp xuống chụp từ từ thôi mà đừng có cắn quá. Cắn quá nó cũng không im nữa. Không không không. Rồi. Nhìn mặt là biết không có. Đừng có thử sự. Đó 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 đó. Này kéo ít rồi trời. Trời bên kia. Cái tim này cho tôi. Cho tôi. Xí à. Xí xí xí. Xí xí xí. Ô cá chạy là cá nhỏ à. Nó chết lắm. Đu bự ta. Cái gọi chạy rồi. Su và na rồi. Nhà ông thấu địa á. Phi bự bự không đã được chứ. Con nào nó cạnh cạnh thôi. Chạy trong giò kịch kịch sắn giò kịch kịch vậy. Ông kia đẳng ông rình ông chụp trong mé luôn rồi. Ông gượt mấy cá chạy trong bờ rồi. Nghĩ thèm bắt cá chuối luôn rồi. Chạy bên đó đó kìa ông rồi. Này mình kéo bằng mấy cây sắt gì nè. Đi là không dám chớp con mắt luôn á, để nhìn tim á. Mấy cây sắt này đụng vô mình cá, con cá nó chúi xuống mình bắt. Kéo côn này bắt cá chuối. Con. Nhỏ xíu nữa hả? Ôi, lụm đây dính nào xào đó đi, cứ hoài luôn. Cá bị lớn nhỏ. Ở ngoài kiếm không có đâu ơi. Rết ông này luôn thằng chứ. Cái người cái gì thanh cái gì dữ vậy? Cái giò cái vậy? Cái giò chưa chắc à, chưa chắc nha, vô nôm chứ chưa chắc dính à. Rồi đó, quá giật rồi, quá giật rồi. Rồi sao thọt tay vô bắt đó. Hai bà con cái gì á. Cái giò thiệt hả? Phi. Coi chừng có ông nghệ không nha. Đồ bự ta. Mấy con. Ủa sao có một con vậy? Canh nãy giờ cái con này. Cái này canh nhỏ không bằng. Cuối cùng thì ông anh cũng dính cá bạn ơi. Cùng là tôi vô mé tôi bắt không được con cá. Hay quá bạn ơi. Cá phi này mình khỏi cần nôm mò tay cũng dính, khỏi cần kéo côn cũng được. Mà kéo về chưa cứ kiếm mấy hàng khủng. Lóc khủng khủng đồ. Kìa kìa thông con mé kìa. Cái hụm cái đó. Rồi mấy ông nó vô mé chụp luôn rồi. Quả đã đang lặn ục kìa. Nhỏ nữa vậy em Toàn. Nhỏ nữa không? Không, khúc này cá hơi lưa nhỏ à. Lượm đi. Lượm mua không có bỏ không à. Ồ, hai tay hai con luôn. Đó. Trong mé nó chạy ngư vậy. Ồ, hay quá, 10 điểm. Bự à. điện thoại khoe vợ liền bắt được cá rồi. Quá mừng. Ê, nó chuối khơi khơi trước luôn rồi kìa. Đó cái tìm đó. Đúng rồi nó đó ngay dọn á. Hút ve lại. Dính cá mừng quá nghỉ kéo luôn rồi. Chết trong này luôn thiệt chứ.
Ơi dưới 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 dưới. Chạy hút rồi, chạy hút rồi. Quậy quá quậy rồi. Cái này chủ yếu bắt cá phi thôi bạn ơi, cá lóc hên xui đi. Vì cá lóc nó vô, cá lóc nó vô hang vô đập hết trơn. Cá phi thôi. Cái chuối nó ra chỗ này sâu dữ ta. Dữ lắm rồi, dữ lắm rồi, quá giật coi. Ngập xuống, ngập xuống, nước sâu nha. Lắm rồi, lắm rồi. Gồ gồ chưa? Gồ gồ chưa? Gồ gồ chưa? Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Không có nghĩ được không? Sao sao? Cái tre bắp giò hả? Không không. Vô rồi, vô rồi. Không có nghĩ mò hả? Thử nữa. Còn cái chân thẳng. Ồ, trường đụng cái chen bắp giò bạn ơi. Chuối quá trời, chỗ này sâu nè. Có cái lơm thấy bà đó rồi. Nãy không kêu. Ai biết. Cái ghê hồng không? Xong luôn rồi. Gắt hả? Rồi rồi rồi. Còn hên. Còn ai còn à? Diệm cá chảy máu luôn nè. Thôi kệ đi, hồi như làm dấu con đó về ăn thịt con đó nha. Bao vui luôn. Ôi, cái đường tim gì dữ rồi kìa. Rồi luôn, bỏ nôm luôn. Xích đẳng á. Cái đường đó dữ lắm, cái đường nó dữ lắm không còn. Chỗ đó chắc nước sâu. Giờ không kịp. Chơi như tàu ngầm luôn hả? Vô gốc đây cả năm. Ngay bỏng, bỏng. Vô gốc đây có đó. Đầm quá đầm. Cầm luôn đi trường anh, hẹn dây hả? Rút kinh nghiệm được một thì sao đem bao tay kìa. Bao tay theo mỏ không đã. Phê, nó không có máu. Đâu? Khoan. Rồi. Ừ, cá lóc. Mất luôn rồi. Anh Năm ơi, không được rồi. Ông Toàn bắt cá khuy cá lóc thả lại kìa. Rồi nó dành hai cha con bắt ên luôn rồi, không được rồi. Ông này không được rồi. Không đẹp rồi. Nãy giờ thả hai con rồi. Chết luôn rồi. Ờ, hai chú cháu con cái chê con lóc thả trơn. Mò đụng con bắt. Đó, cái gì vậy? Cái gì ghê vậy? Cá lóc nhất đó xiền luôn. Đó, dữ lắm ông Tần ơi. Khi nhỏ hả? Lớn mà chuối ghê vậy. Chừng con bự nằm đó không? Kệ không thiếu mặt, thiếu mặt kìa. Dữ lắm rồi. Quá à, bắt không kịp luôn rồi. Đâu, lạc mắt rồi, trời ơi, đây đó nè. Cứ đầu cho muỗng lên. Hả? Ngay đây phải không vậy? Ờ, đúng rồi đó, ngay đó đó. Sao, hai chú cháu sao? Thêm ru chân vậy, lụm. Đù, bả cả rồi. Chết con rồi. Chết hả? Quậy dữ vậy. Chỗ này dữ lắm luôn. Đây để đi Năm. Mày lù lù đi con. Lùa chỗ này đi. Chờ chỗ này hồi lấy chàm vô mình kéo. Mấy dữ lắm anh em ơi. Vậy, vậy ta. Lao kiến. Chờ cái mấy cái mát nào mà xách chài vô mình bao mình mò. Thì chỗ im quá thì im. Thôi ông trường này hồi nãy ông ra sao phải không? Rồi, hèn gì. Bắt cá toàn là sảy không được rồi, ông này đi theo không được rồi. Ê. Đúng trường ơi. Được không ạ? Mà nôm cho chú ngồi tay luôn cho. Thôi trời. Cái lắc có nước cái đôi đứa vàng thôi khỏi nói rồi nó chơi lại cái gì. Bên đây hồi bao bây giờ. Ừ trời cái dẫu đi hồi lấy chạy chặn cái mò lên nó chạy vô chân. Chạy cũng giận nó chạy xa. Mình kéo được đục luôn. Chắc chưa? Đù, điện thoại khoe vợ nữa. Khoe nãy giờ. Chỉ lực được 2 em rồi. Alo em ơi, anh làm được rồi.
Cái bụi đó hồi lấy trà chùm vô một cái. Cái keo kéo này trốn vô đó dữ lắm. Ngư giống luôn á. Này mò không là dính nhóc luôn. Mà là mò không mò trong mé nhưng mà khơi khơi. Mò khơi. Cái gì mò không ít dính lên cá bự lắm. Làm sao bắt cá trê nha. Chứ nghe nói sẵn bắp giò rồi đó. Còn ông kia cầm trên tay thả. Hai ông phao rìa này không được rồi. Dữ lắm rồi nè. Hai con đó. Hai con nè. Đúng rồi. Hai con. Vô không? Nghe gồ gồ ha. Nghe rồi. Lắm rồi. Lắm rồi. Con đã bự à, khách không nổi luôn rồi kìa. Ú, khổng lồ. Dạ. Ông trà nó chuối xuống ông. Ông bỏ nhẹ nhẹ. Khúc này cá bự rồi nè. Con kia bự hơn. Lấy nồm lên. Khúc này cá bự không? Có khúc nãy cá nhỏ, khúc này bự không ha? Khúc này quái vật không à? Nè vô đây nè. Đá bình nè. sao để em rồi. Vô đám bệnh hả? Đám bệnh hả? dí gù hồ hồ một bầy trong đó luôn kìa, nó chạy kìa, giỡn nước luôn kìa. Trong đó kìa, nó giỡn trong đó luôn, cái hang kìa, hang ở đó. Quá trời một bảy cho mấy luôn rồi. Lụm chưa? Hả? Vô cái hang này nè. Vô. Vô bánh đi. Dí. Vô cái hang này cái này. Con lóc chào bá coi. Thôi không con. Cái hang này nước mà khọt đầu vô. Sâu quá rồi. Không được. Ấy rồi. Ê dính à. Nhỏ quá à. Lụm luôn đi, bị lớn mà nhỏ gì. Lụm đi, dính nào xạo đó đi. Rồi luôn. Đụng cái đầu bắp chuối không? Lụm ơi, cậu ngon ơi. Bà nội đâu kiếm. lụm bỏ thùng đi bự lụm. Ồ mấy cái bụi này cá phi nó ở trong đây, dắt nùi trong đây luôn á. Này họ lấy cái chài bao vô. Đó. Ồ thấy vậy mới tới đây, mới tới con đường rồi, mau vậy. Trời ơi lậu tới chiều luôn. Mà hết cá về. Nào bắt được cá chê cầm giò về. Quay lại là chắc lụm đó. Lụm á, nó sình sình này nè. Trừ khi là hai anh em mình bắt. Gì đây quái vật đây nè. Đúng rồi, trừ khi hai anh em mình bắt thôi chứ hai ông đó không bắt dính cá bự đâu. Đó bắt không về dính cá bự. Hết chi dễ gì chân. Gồ chạy ơi. Ôi xui. Rồi hai con chạy chân rồi. Rồi. Ừ. Ê ba con luôn rồi. Trời ơi. Gì vậy? Ô dính rồi cả. Bỏ gì? Đó trời.
Cái vô. Trời ơi, lấy chụp nãy là được rồi, chỉ vô khác chi con dời á trời. Vậy hả? Ông giải phóng gì chụp dính hả? Ừ, phóng gì chụp dính. Thôi chụp dính mà cuối cùng ông chưa mò cái trời ơi. Chụp không có. Trong khi khổng lồ luôn. Không hả? Cái vô. Cái vô nó trời ơi trời. Chỗ đâu chú ở đây con chụp lại bên đây. Phải không à? Mày cái lợn còn. Ờ chụp còn phải rồi thèn vậy thôi. Không được rồi. Không được rồi. Bây giờ hai con đĩa lên kéo đi. Được rồi. Được rồi. Sẽ đem bắt vô dính đi. Chụp người ta mò ăn cái đi. Chụp dính cái gì? Chạy hả? Chạy rồi. Rồi tao nó má vậy. Ủa lúc. Quá. Đúng quá. Thôi mình tự bắt đây cho chắc cứu. Để thổ địa này bắt không được rồi. Cái cầu không có nó rồi. Bò đại, cá bò đại dính. Cũng đi dính nào sao nó đi. Đi rồi. Không chơi bắt cái nhỏ không mà. Ôi, cái bự gì? Cái cua cua chui. Phải vậy rồi. Bự lắm, bự lắm. Bò cái gì vậy? Đạp luôn. Wow.
khỏi nôm. Bắt này về hai chân khỏi mồi dừ. Chạy hết trơn rồi. Có tới mấy cái gò dạy cuối luôn mà chạy.
ngoài này đủ nhậu rồi. Quá thế rồi, đủ nhậu rồi. Phi, 4-5 con có phi. Tới rồi. Phút rồi. Tới nè. Ốc nổi à. Thấy rồi. Gà quá gà. Gà chưa. Làm đấu kính cho có phi hay lắm. Nói gì? Đâm bay tay vào còn bành khác ta hay. Ồ, con cá bự quá. Cái này nướng này hứng gì chịu nổi. Vậy cùi ha, thành đá. Thôi cho báo luôn. Này tới quậy luôn rồi. Không có đường gỡ luôn. Vô chăn đóng gai. Trời trong cá chấm đụng vô đóng lợn. Ừ. Cái lau kiến nó nằm nó sắp nguyên một lớp luôn á. Không chấm lùa nó ra luôn á. Thôi cá sặc nữa kìa. Sặc chín luôn. Cái này mà giải chỗ mồm giải cái cao kiến gì không nổi nữa. Nó tay nó đều. Rồi lại chụp cái bọng với mấy cá mè. Cá mè với cái chê nó mày có nó động thở nó nuốt vô với ngoài đâu mấy cái đầu bọng nó sặc luôn ơi. Nó thuốc rồi chị làm sao. Cá lóc nó vô hàng đó. Nó có vô bò đập động cho mày bắt cá xi rồi nhiều hết. Hy vọng kiếm được vài trăm. Thôi cá sặc được kìa. Bắt cái đang kiếm chưa có tóc móng nó dở dở rồi. Cái kiến này ngon. Cái kiến này mình cho mày đúng mấy mày từ nhậu với thành rồi xong rồi tao trở về. Cái này hạn chế nhậu nha. Đâu hạn chế. Cái này về lụm ha. Ừ, đúng. Tao thấy rượu rồi sao, tao thấy nóng lạnh quá rồi đó nha. Bắt không bắt nóng lạnh. Bắt rồi thấy tao ớn thì cái bò xui rủi nó chết luôn. Á, về lèo trời cái bợ. Còn bắt không được nhiều chứ. Trời ba bợ đi vô bắt được nhiều trời mà bà nhiều là dữ dằn nhiều luôn á. Nó như là cá trong cái thau vậy ha. Trời thọt đã. Quá trời gai luôn vô hết trơn. Vô chăn cây đó không gai. Má cá nó gom đó trơn rồi. Sao? Mà cái bợ nó nhiều hơn chứ bắt chín ba con nè tụi hai. Trời ba con là dữ lắm rồi đó, cái bợ có 30 con á. Vậy luôn. Có thể trên 30 con nữa. Vậy bắt chín được 3 con. Dữ lắm. Ừ, cá lồ kiến bự quá. Kiến đâu mới đã đó. Hồi nãy trong kia cái mé đó thật lâu kiến vô nằm nguyên lớp vậy nè. Không dám lùa nó ra, lùa ra banh xác luôn. Kiến này nướng ngay lần bá cháy. Đại mương kìa. Còn nhiều lắm. Đại nãy chạy chạy không lớn lớn nhất. Không có bây giờ anh đem qua được đại mương trước đi. Đồng mốt có bắt quách mày về bệnh luôn. Với lại về sổ giò ghi mình á. Ghi mình em mày còn cá nữa. Tôi gỡ nữa hả? Ủa rồi bảy mới cái lục kiến ừ, bảy. Ừ, nó đi. Như có cái bao đó. Còn đây con nữa. Không kìa. Cái cắt ra sao nó lên.